Xin chào, mình là Đạt. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ recommend cho mọi người top 5 đôi giày nên có khi mà đi học. Ok, và để trước khi bước vào nội dung của video này thì mình sẽ nói với mọi người là những cái brand mình sẽ nhắc tới đây thì nó đều không hề được sắp xếp theo một thứ tự nhất định nào cả, mà nó sẽ là ngẫu nhiên. Ok, và để bước vào phần đầu tiên của video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người được hai đôi giày đến từ thương hiệu Vans. Và chắc là các bạn đã biết được Vans là một cái thương hiệu mà mình thấy tất cả những bạn giới trẻ hiện nay, từ những người còn là đi học như mình. Và Vans là một cái thương hiệu mà mình thấy khá là hợp lý với từ giá thành, chất lượng như là mẫu mã thiết kế của sản phẩm thì đều khá là bắt mắt và đẹp. Ok, và để nhắc tới thương hiệu Vans thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới đôi Vans Old School này được. Và cái đôi Vans Old School này thì mình cảm thấy nó là một cái đôi giày mà khá là xuất sắc từ trước đến nay. Và cái đôi giày này thường thường được các bạn ưa chuộng khá là nhiều. Và từ những năm gần đây thì mình thấy là những đôi giày này được đi khá là nhiều ngoài đường. Và đôi Vans Old School này mang cho mình một màu chủ đạo, đó chính là màu trắng và màu đen. Và các bạn có thể thấy là một cái màu trắng và màu đen là một cái màu nó khá là đơn giản để các bạn có thể phối đồ mặc được tất cả những cái loại quần áo, những cái loại item màu mè sặc sỡ khác nhau. Và về giá thành của đôi Vans Old School này thì mình thấy nó khá là tốt. Và các bạn mua ở store thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1.5 triệu tới 1.6 triệu. Nhưng mà tuy nhiên các bạn mua của các seller ở trên các cái nhóm bán giày thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm gần 1 triệu, thậm chí là chưa đến 1 triệu. Và để mà nói về cái giá thành này thì mình thấy nó khá là rẻ so với cái chất lượng cũng như là cái thiết kế mà nó đem lại. Và cái điều đặc biệt của đôi Vans Old School này đó chính là các bạn có thể mặc được với nhiều loại quần khác nhau, quần jean, quần tuban, quần track band hay là quần short, và thậm chí là có thể là quần baggy hay được gọi là quần âu. Và đó là một cái điều mình khá là khen ngợi về cái đôi Vans Old School này. Và mình thấy là những cái đôi giày mà trắng đen classic như này thì thường được những bạn học sinh khá là ưa chuộng, và trong đó có cả mình. Và mình thường mang cái đôi Vans Old School này đi với cả quần âu hay là gọi là quần đồng phục á, quần đồng phục của trường. Và mình thường đi đôi Vans Old School này và cái quần âu của mình nó sẽ cách giữa mắt cả chân đến cái ống quần là một đoạn khoảng một găng tay như này. Và nhưng mà các bạn muốn nó thời trang một chút thì các bạn có thể là sẽ là print roll sắn cái ống quần lên thì nhìn nó khá là đẹp. Và một điều nữa mình khuyến khích các bạn nên mua đôi Vans Old School này đó chính là nó không hề bị lỗi trend, nó lúc nào cũng theo xu hướng của hiện tại. Và tiếp theo vẫn là thương hiệu Vans, đó chính là đôi Vans Checkerboard Classic. Và cái đôi này thì các bạn có thể thấy là nó có những họa tiết caro khá là đẹp, nhìn nó khá là bắt mắt. Và đôi này thì mình khuyến khích là các bạn nên đi với quần âu hay là quần tuban, quần short. Và chúng ta không nên đi với những loại quần print roll hay là quần jean mà ống nhỏ mà bó sát vào ống chân thì. Bởi vì các bạn có thể thấy là cái phần lưỡi gai của nó khá là rộng. Khi mà các bạn mà mặc với cả quần jean ý thì nhìn cái chân bạn nó sẽ thừa một khoảng như này. Thì thực sự thì nhìn mình cảm thấy nó không bắt mắt chút nào. Cái đôi Vans Checkerboard này thì mình thấy khá là nhiều bạn học sinh đi vì nó khá là đẹp mà, nó khá đẹp và nó sẽ phối đồ. Và cái đôi Vans Checkerboard này mình mua được khoảng gần 1 năm rồi, nhưng mà mình đi có vài lần và sau đó thì mình vệ sinh thì nó đã bị bạc màu đi một chút. Và từ lúc đó đến bây giờ mình không đi thì các bạn có thể thấy là cái phần đế giày nó khá là mới và cái phần đế của nó cũng khá là mới. Và tiếp theo đây được đó chính là đôi giày đến từ thương hiệu Adidas. Và tuy nhiên là xin lỗi các bạn một chút là mình sẽ nói thuần hóa một chút nhá, thuần hóa Việt hơn một chút. Và đó chính là đôi Slip-on Superstar. Và đôi này mình mua hôm năm rồi, các bạn thấy là trong màu chủ đạo đó vẫn là màu trắng và màu đen. Phần thân của nó thì chất liệu được làm bằng vải co giãn 4 chiều. Và nó có thêm một cái phần miếng cao su, miếng chun ở đây để ôm sát thân chúng ta hơn. Và cái đôi giày này thì mình thấy nó khá là đẹp, thiết kế nó khá là đơn giản, basic. Nhưng mà tuy nhiên là mình lại cực kỳ thích nó và mình thường mang nó đi học mỗi ngày. Và đôi giày này nó có co giãn 4 chiều cho nên là chúng ta khi mà đi vào chân thì tạo ra một cảm giác khá là thoải mái, cực kỳ thoải mái. Và các bạn có thể thấy là đôi giày này thì mình đi khá là nhiều, nhưng mà tuy nhiên là cái đôi cũ đem lại thì vẫn là rất là ít. Xin lỗi các bạn. Và những cái đôi giày của mình thường thì nó sẽ không được sạch lắm, bởi vì là mình thường không thường xuyên vệ sinh giày lắm. Và mình chỉ lấy những cái giày ướt sau đó thì mình
lau qua thôi thì và mình thường thì mình sẽ không clean giày chi tiết bởi vì là mình sẽ sợ đến hỏng đến chất liệu của giày. Và cái đôi này thì mình nghĩ là mọi người nên dùng nó để đi học, đi chơi. Và đôi giày này thì phù hợp với nhiều loại quần như là quần jean, quần short hay là quần track pant thì cũng khá là ok. Và cái giá thành của đôi này nó cao hơn so với đôi Vans một chút được. Và cuối cùng cái thương hiệu Adidas này đó chính là đôi Stan Smith. Và các bạn thấy là đôi Stan Smith này của mình là khá lạ đúng không? Bởi vì là mình thay dây giày. Và dây tiêu chuẩn của nó đó chính là màu trắng. Nhưng mà tuy nhiên thì mình muốn thay dây giày lên để nó nổi bật. Mình mua cách đây 2 năm rồi, từ cái hồi mà nó còn mới ra thì nhìn đôi giày nó khá là mới, khá là đẹp. Lúc đấy thì mình đi cũng khó đi, nhưng mà tuy nhiên là dạo gần đây thì nó mình cảm thấy nó khá là cũ rồi ấy. Thế là mình cứ cất tủ, mình không đi nữa. Và các bạn có thể thấy là đôi Adidas Stan Smith này cách đây 1 năm thì cái đôi Stan Smith này nó là một cái đôi giày đình đám mà mình thấy rất nhiều người sử dụng và ưa chuộng, bởi vì là các bạn có thể thấy là cái đôi giày được làm bằng da màu trắng, nó khá là mềm, đi thì không hề bị đau chân và nó là còn là màu trắng nên là rất dễ phối đồ. Và cái đôi giày này thì mình nghĩ là nó chỉ phù hợp với cả quần jean, quần Âu, bởi vì là nó thực chất nó là một cái đôi giày nó khá là lịch lãm ấy. Hiện tại là giá thành của nó đang rơi vào khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu 2 gì đấy, nhưng mà cái đợt mà mình mua thì nó khá là cao bởi vì nó mới ra, cho nên là nhìn đôi giày nó rất là mới, nhưng mà tuy nhiên thì nó khá là cũ rồi, cho nên là mình sẽ không đề cập nhiều về đến cái đôi Stan Smith này nhiều. Và nếu như các bạn đã theo dõi video của mình từ trước đến nay thì sau đây đó chính là cái đôi mà mình từng làm hẳn một cái clip riêng về nó, và đó chính là đôi British Hunter, một cái đôi giày đến từ thương hiệu Việt Nam. Và các bạn thấy là đây là một cái đôi British Hunter màu kem, và mình thường dùng đôi này để sử dụng vào những hôm nào mà có tiết thể dục, tiết mà phải hoạt động nhiều, cho nên là mình sẽ sử dụng đôi này. Đấy, thì các bạn có thể thấy là mình đã review hẳn riêng về đôi British Hunter này rồi. Các bạn có thể click vào chữ Y ở bên trên này để xem chi tiết hơn về cái đôi British Hunter này mình đã từng review. Ok, và mình mới mở một cái brand bán quần áo về street style, và mình với cả một người bạn nữa thiết kế cũng như là làm ra cái phần sản phẩm đấy. Và nếu như các bạn mà có yêu quý mình thì hãy click vào phần bên dưới mô tả video này để biết thêm nhiều hơn về Manos.clog. Và các bạn thấy hay nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và hẹn gặp các bạn ở các video clip sau.